Chị ơi hồi hộp không? Hồi hộp chứ, mong lắm. Dạ, vậy thì em sẽ đưa gương cho chị xem để chị thấy được cái sự khác biệt của mình nhiều đến như thế nào nha. Dạ đây, chị xem gương giúp em ạ. Wow, khác hẳn luôn. Chị không có nghĩ là nó đẹp được như vậy đâu. Vui quá đúng không chị? Đúng, vui lắm Dạ, nha. trong cái lúc mà bác làm cho mình á, chị có thấy đau không? À, chị không có cảm giác đau. Mình thấy những cái nếp nhăn nó hiệu quả như thế nào ạ? À, chị thấy là nếp nhăn nó tan biến nè, cái rãnh cười của chị nó cũng bớt này, Dạ. rồi là những cái vết thâm á nó cũng mờ dần á. À, mình thấy được cái độ săn và căng của mình như thế nào chị ha? À, thấy nó săn chắc hơn đó em, Dạ. so với bên đây chưa làm. Dạ, mình có thể rờ trên gương mặt để mình cảm nhận được cái sự săn chắc của một bên đã làm và cái sự lỏng cơ của bên Đúng chưa rồi, làm. bên này nó săn chắc, Vui không chị? vui lắm em. À, bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ cho cả nhà của mình biết là cái hiệu quả của chị Hồng sau khi làm Ultherapy nó khác đến như thế nào không ạ? À, cái liệu trình Ultherapy hiện tại là chị mới làm được một nửa gương mặt Dạ thôi. đúng Bên này rồi. thì mình thấy là nhất là về độ đàn hồi của da thì nó đã săn hơn, săn chắc Dạ. hơn rồi, da có vẻ sáng hơn, Dạ. vùng viền hàm thì rõ hơn này. À, Dạ. bởi vì là mình tập trung nhiều, lại Ultherapy kéo cái vùng này lên, à, tập trung nhiều vùng 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 má này lên cho chị, bởi vì là của chị là lão hóa vùng đổ sệ vùng cơ, Đầu cơ. và vùng rãnh mũi má này cảm giác là nó ngắn lại và nó nông lại, mà cảm giác nó mềm mại hơn. Dạ. Hai là vùng này cảm giác nó đầy đặn hơn, nhìn tươi trẻ hơn. Mắt của chị thì vùng cung lông mày cũng đưa rất là nhiều light therapy để chống đỡ cho mình, sau này nó chống sụp, chống đổ sệ sệ cho mình. À, vùng mắt thì mình tươi tươi hơn, cảm giác mình trở đỡ buồn hơn, và các nếp nhăn này cũng được cải thiện khá là nhiều đấy. Dạ. Chị hài lòng với kết quả của mình không ạ? Rất chi là hài lòng em. Dạ, cảm ơn bác rất là nhiều luôn vì đã mang lại cái sự tự tin cho khách hàng. Thì chắc là không có để chị chờ lâu nữa đâu. Em sẽ mời mình nằm xuống để bác tiếp tục điều trị nửa gương mặt còn lại cho mình. Thì lát nữa mình dậy là mình sẽ thấy sau 60 phút thôi là mình sẽ trẻ hóa ra rất là nhiều tuổi luôn ạ. Dạ, Dạ. giờ mình tiếp tục mình làm tiếp ha chị. Dạ, Dạ, vậy cảm em ơn bác mời sĩ. mình nằm xuống để bác điều Rồi, trị cho mình, ok. chị Hồng nhé. Vậy em mời mình nằm xuống ạ. Dạ đây. Cả nhà mình thấy như thế nào ạ? À? Tuyệt vời quá đúng không ạ? À? Còn chần chờ gì nữa mà không nhấc ngay máy lên gọi cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 1800 6617 để mình được thăm khám da miễn phí với bác sĩ nè, được lên phác đồ điều trị trẻ hóa da thì chắc chắn là mình sẽ lại tươi hơn, tự tin hơn và thành công hơn trong cuộc sống nữa. À, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở cái buổi live tiếp theo nhé.